Ok. Okay, so I think we have some early participants. We can start the talk show now. Okay, hello everyone. So my name is Anne, and on behalf of VIAC, I'm going to be the MC for this wonderful talk show. But first of all, before we begin the talk show about insolvency, a very, very hot topic in Vietnam right now, and how it's related to arbitration, I would love to share with you about our upcoming event on 8th of May. So first of all, okay, everyone, can I have your attention, please? Because now I'm going to share with you some very important information. Is it related to our lucky draw, a game that we are going to play by now? Okay, so everyone, on 8th of May in Ho Chi Minh City, we are going to have a show, and that is about, I'm sorry, can you, xin lỗi mọi người tí nhé, mẹ của em vừa mới bị lag. Okay, I'm back now. So everyone, today's talk show is about the insolvencies and in arbitration. And to be honored, we have three amazing speakers. Firstly, please let us meet Mr. Nguyễn Trung Nam from VIAC. Okay, so Nguyễn Trung Nam, can I have your voice here now? Hi, xin chào mọi người. Okay, welcome up. And then very, very special today, and this is also our biggest pleasure. So please welcome Miss Blossom Hint from, okay, Miss Blossom, can we have your attention? Hello, everyone. My name is Blossom Hint. I'm from the law firm Drew and Napier in Singapore. Yes, okay. And to be very wonderful, because she is not only very focused on this field and debt restructuring, but also mostly on insolvency work. So guys, everyone, this is your golden chance to talk and share a lot with what you care about today. And last but not least, I would love to introduce Mr. Vinh. Okay, can I have your word, please, Mr. Vinh? Hey, xin chào mọi người nha. Okay, hello. So for your special attention, Vitovit had just finished his 1 month very intense training in arbitration in France. And besides that, he also completed an amazing master degree. So on to go, more to have. Okay, so everyone, that is a brief introduction of our speaker. Of course, they are more amazing, but to have a little interruption right now, I would love to have two very special speaker questions for each of the speaker, Miss Blossom and Little Bit today. So are you ready for your icebreaker question? Yes. Okay, so lady first, Miss Blossom, if you can choose, what kind of superpower do you want to have? The usual superpowers would be to be able to fly, I suppose. But if I have to choose, I think it would be to be able to eat everything that I like with no problem. Okay. And with that, if I go to a place like in Vietnam, where the food is so great,
I would be very, very happy. I would try and eat every single thing that I see, from your street food to your expensive food in the big hotels, and I would be very happy. Okay. That is my wish too. I mean, and I'm sure that the participants here, you also want to eat everything without worrying about anything. And surely when Miss Blossom, when you visit Vietnam, I will volunteer to take you around on the Hà Nội street. Okay. That'd be wonderful. Okay, thank you. So thank you so much for your sharing. And the next, okay, with David, our second question for you. So what do you want to be remembered for? I think a lot to remember. How can I say? For me, I just want to be remembered as one of a person who, let's say, very interested in learning, and it is lifelong to study and to expand and to improve my knowledge and skills so that I can develop myself in the future. I just want to be remembered as a long, lifelong learner. Thank you. Okay, thank you, Mr. Vitt. So to summarize everyone, because our participant here may only understand Vietnamese, I would love to translate a little bit of our speaker's wonderful answer so you can, we have so many things in common. Như vậy thì thưa các anh chị, thì vừa rồi chúng ta đã có một cái phần khởi động nho nhỏ để mọi người có thể làm quen và hiểu hơn về dịch giả của chúng ta. Chị Blossom là một người rất là đặc biệt, hôm nay thì VH Dream có cơ hội được mời tham gia cái buổi này. Thì vừa rồi câu hỏi dành cho chị đó là nếu có thể chọn thì siêu năng lực yêu thích của chị là gì? Thì câu trả lời của chị đó là to eat. Her choice to have the superpower is to eat everything. Cái lựa chọn về siêu năng lực của chị đó là có thể ăn được tất cả mọi thứ. So you guys, you have your chance. Như vậy mọi người, chúng ta đã có cơ hội rồi. Chắc chắn sau buổi này thì hãy chuẩn bị danh sách để mời chị ấy có thể tham gia gọi là ẩm thực của Việt Nam nhé. And for Mr. Vinh và đối với anh Vinh thì anh đã chia sẻ cho chúng ta một cái điều vô cùng rất là đáng quý, đó là điều anh muốn được nhớ đến là gì. Thì có rất là nhiều điều tuyệt vời để có thể nói về anh, nếu mà chúng ta có thể chỉ cần trò chuyện với anh ngày hôm nay thôi, mọi người sẽ học được rất là nhiều thứ. Tuy nhiên thì cái mà anh đã nhấn mạnh đó chính là cái việc học, học tiếp, học nữa, học mãi, cái sức mạnh và giá trị của kiến thức, của kinh nghiệm và của cái sự khám học hỏi. Thì đó là cái phần tóm tắt, và như vậy chúng ta cũng có thể thấy là các anh chị thì ngoài là những người vô cùng tuyệt vời trong những cái lĩnh vực nghề nghiệp mà họ đã theo đuổi, thì họ còn là những người rất là cởi mở và tuyệt vời để cho hôm nay các bạn tham gia không chỉ cả trên Zoom và cả trên livestream có thể thoải mái đặt câu hỏi nhé. Okay, so to have your attention before we begin the talk show, as I mentioned, we have a lucky draw. Trước khi chúng ta bắt đầu cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì như em có chia sẻ là chúng ta có một cái phần chơi trò chơi may mắn. Thì cái phần chơi trò chơi may mắn đó là gì? Thì nó sẽ liên quan đến cái sự kiện. Em xin phép được xem màn hình lại sau đây. Okay. Please wait for a second. Đợi em một chút nhé, để cho cái chương trình nó có thể hiện ra. Như vậy thì buổi talk show này là một cái điểm bắt đầu tốt. This talk show is a good beginning for all of us to know about arbitration and insolvency. But if you really want to know about the art of arbitration in the international contest, or what should you do? Then don't miss the chance to join this amazing conference on 8th of May. Vào ngày 8 tháng 5, chúng ta sẽ có cơ hội tham gia một cái buổi hội thảo cực kỳ tuyệt vời về nghệ thuật tranh tụng trong trọng tài quốc tế và bối cảnh Việt Nam. Thì cái buổi này thì hiện tại sẽ được tổ chức tại Hồ Chí Minh, cụ thể chính là khách sạn Caravella. Thì cái thông tin về cái buổi này mọi người có thể truy cập sâu vào trong đường link Facebook. Tuy nhiên cái quan trọng nhất của những ai tham gia trực tiếp vào chương trình này đó là mọi người hãy tham gia vào cái chương trình Lucky Draw, và sẽ được kiểu ban tổ chức bên kỹ thuật gửi qua vào đường link trực tiếp ở trong phần chat và phần livestream, và mọi người sẽ tham dự chơi trò chơi Lucky Draw, tức là mình quay vòng may mắn để có thể đạt được cơ hội cao nhất, đó là 80% gọi là giá trị gọi của cái vé để tham dự hội thảo này. Thì đó là toàn bộ thông tin quan trọng của cái chương trình sắp tới và ngày 8 tháng 5 mà em xin phép được chia sẻ, cũng là quyền lợi đặc biệt của tất cả chúng ta ngày hôm nay. So that's also my sharing about this upcoming event, and that's also your golden chance when you join in this talk show directly today.
Okay, so thank you all for my for your time. Now, to begin with, I would love to talk a bit about our background today. So our talk show is about insolvency in arbitration, the relationship between two concepts in the context of international arbitral proceeding. And of course, there are a lot of controversial topics around that. And I would like to speak a little bit about Vietnamese for this part only. Tức là chúng ta sẽ nói về cái bối cảnh của quốc tế trong cái việc phá sản có ảnh hưởng như thế nào và liên quan như thế nào trong tố tụng trọng tài. Thì bây giờ em xin phép được mời. Okay, may I invite Miss Blossom. She will now present a general international approach to this issue with references to some contemporary issues and challenges in the modern arbitration practice regarding the arbitrary of insolvency cases. Em xin phép mời chị Blossom sẽ trình bày cho chúng ta là cách tiếp cận chung ở các vụ việc quốc tế cũng như là về đề cập đến những cái vụ việc đang diễn ra ở Việt Nam. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you for inviting me to be on this panel and good afternoon to everyone. Today, I would like to discuss some concepts relating to when arbitration may be used to resolve disputes when one or more of the parties involved is subject to a former insolvency regime. So we have arbitration on one hand and insolvency on the other hand. Now, let me talk about arbitration first. A fundamental aspect of arbitration is that it is a private set of proceedings. Confidentiality is at the heart of arbitration. So you have confidentiality of the parties, confidentiality of the outcome, confidentiality of who are the arbitrators involved. Everything is confidential and only known to the parties involved. Contrast the private and confidential nature of arbitration with insolvency. Under most regimes, insolvency or bankruptcy is a collective process. It involves creditors and even shareholders. Where you have the insolvency or bankruptcy of a listed company, then you have public shareholders, which can amount to thousands and thousands of people. That is why in an insolvency or bankruptcy, very often you see notifications being published in the national newspapers and legal journals to let everyone know that a company is now in bankruptcy so that creditors and shareholders can take steps to protect their rights. So it's a very public kind of process. And the reason why it's public is to achieve economic efficiency and optimal returns for creditors as a whole. Once a company goes into bankruptcy, you treat all creditors equally so that people don't rush out and try and sue or try and get a better advantage. Everyone is treated equally, or what we call pari passu. Sometimes when a company becomes bankrupt or collapse, it's also because there has been a fraud or some kind of wrongdoing by the directors of the company. In such an event, then criminal law may come into play as well, because somebody needs to account for why did the company become bankrupt. Is it because there was a fraud? Is it because the directors of the company transferred money to themselves, for example? In such a situation, you need to look into the conduct of the directors or other officers, and the examination of their conduct may affect a substantial number of creditors because it could apply to a number of different creditors. It's not a private proceeding. So these creditors need to know what is going on. Can you arbitrate that? If you arbitrate that, it's a confidential and private set of proceedings. Is it right that this should be resolved by private arbitration? So philosophically, arbitration and insolvency are fundamentally at odds. One is very private,
and one might need to be very public. So the question we have to ask ourselves is, what types of insolvency-related disputes can be referred to arbitration? Are there core or pure insolvency issues which cannot be determined by arbitration, which must go to court? The answer is, well, I'm not going to give you the answer. I think for today's talk, there may be more questions than answer. Even if there are pure or core insolvency issues, the question is, what is considered a pure or core insolvency issue? That is a tricky question, and made trickier in the context of arbitration, because a number of different laws could apply. You can maybe, or you might need to apply the law of the arbitration agreement, or the law of the seat of the arbitration, or the law governing the arbitration, which could all be different laws. So we are trying to interface policies where private proceedings could have wider consequences. In an insolvency, the interests of creditors, which are third parties to an arbitration, must be accounted for. It is for this reason that at times the policy underpinning an insolvency process may override the policy of upholding autonomy and confidentiality of the parties in the arbitration. I'm going to now talk about when would the public aspects, when should those public aspects be allowed to override the party autonomy. Now, in recent years, the trend is for many jurisdictions to point towards a more pro-arbitration or liberal approach to arbitration, especially in common law jurisdictions. In other words, more and more insolvency-related disputes can be arbitrated. This afternoon, I am going to address this issue about what are the insolvency-related disputes that may be arbitrated from the perspectives of two common law jurisdictions. First, from the Singapore law as a perspective, and second, from the English law perspective. I start with the Singapore law perspective. In Singapore and in many other jurisdictions, it is generally accepted that there are parts of the court's insolvency jurisdiction that raise issues which ought to and must be aired in public. Usually this occurs when the court is exercising supervisory powers over the administration of the insolvency proceeding. So for example, certain decisions relating to insolvency are not arbitrable, so they cannot go to arbitration. I'm going to give you a few examples. One is the decision to put the company into liquidation. It is the decision itself to make a company liquidated. Earlier, I talked about how where a company becomes liquidated, you actually have public notifications of that. So that is not something that's arbitrable. It has to be a court decision. Second, the decision to appoint the liquidator. Again, in many common law jurisdictions, a liquidator is an officer of the court. He or she is accountable to all the creditors. Again, that cannot be done in a private setting. Third, the decision to give directions to the liquidator. So what are the liquidator's powers? What are the timelines governing the liquidator? Again, these are things which have a public aspect to it and should not be arbitrable. Fourth, the decision to decide on insolvency and restructuring plans. If the company can be restructured, for example, so maybe not in an all-out liquidation, but in a restructuring, that ought to be dealt with again in a public domain. And finally, the decision to dissolve the company and conclude the liquidation, to close the liquidation process. People need to know, is the company still in liquidation or is it finished? Again, that ought to be public. So in Singapore, these decisions are very clear. You cannot arbitrate, you have to go to court. What is less clear is where there are claims by creditors against the insolvent company or insolvent debtor.
and or claims by liquidators pursued in the name of the insolvent debtor against creditors. So creditors against company or company against creditors. Let's take an example. Let's say somebody or a company, or maybe I use A and B. Let's say A bought 100 balloons, or maybe I should say a million. Let's say A bought a million balloons from B, and A paid half of the money for the million balloons. Before B received the full amount, B is put into liquidation. So now the liquidator wants to challenge the payment on the basis that there's an unfair preference because some money has now been paid and the company is in liquidation, those monies should not be paid. However, the balloon contract is governed by an arbitration agreement, and it says any dispute under the balloon sale agreement or in connection with it shall be referred to arbitration. That's a very standard arbitration clause. So if the liquidator now wants to go and sue, must the liquidator go to arbitration, or can the liquidator go to arbitration or go to court? So this is what we call, for in our jurisdiction, a clawback situation. The liquidator wants to say, hey, some payment has been made. It shouldn't be made. I want to claw it back. And that is, you can claw back in two scenarios. Where there's an unfair preference. So for example, you are preferring one creditor over another. Why should this creditor receive part payment, but some creditors get nothing at all? So that's an unfair preference and you can claw it back. Second kind of clawback situation is where there's an undervalue transaction. So there's a transfer made to somebody for nothing at all, nothing in return, money has just been paid out. Again, the liquidator can claw it back. In Singapore, the position for these kind of clawback claims is quite settled. And this is the case of Larsen Oil 2011, 3SLR 414. The liquidator does not need to start an arbitration. So even though you have an arbitration clause, the liquidator does not need to start an arbitration. The liquidator can pursue a preference proceeding or the clawback proceeding in the Singapore court. The reason is that there is a presumption that an arbitration agreement does not extend to claims which arise on the onset of an insolvency. So if the claim arises because an insolvency has occurred, then that claim is not subject to the arbitration agreement. And that kind of makes sense. If we look at the scope of the arbitration agreement, an avoidance claim or a clawback claim is not generally within the scope of an arbitration clause because that kind of claim only arises during insolvency. It can only be pursued by liquidators or judicial managers. So there's no reason to assume that anyone intended for such a claim to fall within the scope of the arbitration agreement. A second reason is that the objective of insolvency regime or insolvency process is to help creditors recoup losses caused by if the company's management has done something wrong or if there's a fraud. Such an objective would be defeated if arbitration applies because that would be done in a private confidential setting. If there is a wrongdoing or misfeasance by the company's directors, then this is something that affects the substantive rights of creditors and ought to be done in a public arena. So the arbitration clause should not be enforced. So in the Singapore context, where it's an avoidance or a clawback claim, then that claim does not need to go to arbitration. It can be dealt with in court. Now, how about a proof of that process? In a bankruptcy, usually, a creditor would be able to file a proof of debt or a claim against the company and say, you owe me this amount of money, here's my invoice. So let's say the liquidator in our case is not seeking to avoid the payments, but the liquidator rejects the proof of debt filed by the balloon seller. What happens? Does the balloon seller go to court or go to arbitration? In Singapore, the balloon seller can choose to go to court.
to go to arbitration, not court. So it's not bound to have the claim in a public context. It can actually do it by way of arbitration. Why? Because arbitration is merely a substitute means of enforcing debts against the debtor and does not create new rights in the creditors or destroy old ones. In this case, all the balloon seller is saying is, you owe me money still. And since you, I'm just pursuing a claim for a debt that is governed by the arbitration agreement and ought to be dealt with by arbitration. Of course, the balloon seller can also choose to go to court if the liquidator agrees, and then the matter can be dealt with in court. Now, that's the Singapore perspective. I'm going to touch very quickly on the UK perspective, because another major insolvency jurisdiction in the common law world is the UK. Now, there the approach is quite different to Singapore. Unlike Singapore, there is no presumption under UK law that an arbitration agreement does not extend to claims which arise only on a company's insolvency. The question is whether, what is the scope of the dispute? What is the relief sought? So the question is a much more substantive question. They look at what is the problem or the issue amongst the parties. What do the parties want to achieve in terms of the orders it is seeking? And then look at whether this is a private contractual dispute or is this something in substance, something that ought to be dealt with in the public arena. So the Singapore approach is you draw a difference between claims that arise with the onset of insolvency, and the UK approach is let's look at the arbitration clause. What is the nature of the claim? Is the claim within the tribunal's jurisdiction? And what are the remedies that are being sought? Are these remedies that the tribunal can grant? If the answer is yes to both, then even if the one party is insolvent, that claim is arbitrable. The court looks at the substance, not the form of the dispute. So I hope I've just given you a very broad overview of the different, first the philosophical and conceptual issues when it comes to insolvency issues in arbitration. And second, just key broad framework as to how common law jurisdictions such as Singapore and UK approach the issue. Tony, I believe my time is up, so it's back to you. Thank you, Blossom. Actually, I wanted to listen to hear more. It's still like within a lot of new and interesting information to me. I just remind everyone that we are having like increasing number of people joining the direct Zoom. So I would like to, as I said earlier, excuse to Blossom, but I will try to make a brief of what you have said and try to make a more general background to the audience so everyone can take the benefit of today's live stream talk show. Lúc nãy thì chúng ta vừa mới nghe cô Blossom chia sẻ về các cái góc nhìn của Singapore và có đụng một chút về góc nhìn của nước Anh, của luật pháp nước Anh liên quan đến cái vấn đề arbitration và insolvency, tức là mối quan hệ giữa trọng tài với lại với cả việc phá sản hoặc là cái việc giải thể, đúng không ạ? Thì chúng ta tôi đã nói chuyện với rất nhiều các cái người ở Việt Nam, thậm chí có một số người tôi cũng có ý định mời tham gia những các cái event kiểu như này, thì hỏi người ta bảo là cái này có liên quan gì đâu, tại sao tự nhiên ghép hai này vào nhau, đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên là chúng ta cần phải có một chút cái background, có một chút các cái kiến thức cơ bản về cái vấn đề này, tại sao nó lại liên quan đến nhau. Thì nếu các bạn mà xem luật trọng tài thương mại, các bạn sẽ thấy là có một cái điều 5.3, nó có quy định như sau: trường hợp mà một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức mà chấm dứt hoạt động hoặc nó bị phá sản giải thể, mà khi chuyển đổi hình thức mà không có cái tổ chức tiếp nhận, thì trong trường hợp như vậy thì cái trọng tài sẽ chấm dứt. Cái trường hợp mà các bạn
điều 59.1b thì chính xác hơn. Nó nói là nếu mà nguyên đơn hoặc bị đơn là cơ quan tổ chức mà chấm dứt hoạt động hoặc bị phá sản, giải thể mà không có cái cơ quan tiếp nhận thì trường hợp đó thì sẽ đình chỉ giải quyết tranh chấp trọng tài. Thì đây là cái kết luận nó tương đối đơn giản và nó khá là đơn giản hóa vấn đề. Khi mà một bên có cái hoạt động mà liên quan đến phá sản và giải thể. Nhưng nếu chúng ta đi sâu về luật phá sản và giải thể, luật phá sản cũng như là hoạt động cái quá trình giải thể của một công ty nếu mà họ có giải thể, chúng ta sẽ thấy nó phức tạp hơn như vậy, đúng không ạ? Thì trong khi giải thể, một công ty muốn giải thể thì công ty đó sẽ trả hết các khoản nợ. Còn nếu mà công ty phá sản, công ty tuyên bố phá sản thì công ty đó sẽ phải có một cái giai đoạn, hay là sẽ có một cái người quản tài viên sẽ thực hiện các cái công việc rà soát tất cả các giao dịch công ty đó, đúng không ạ? Thế chính vì vậy cho nên là trên thực tế ở trên thế giới họ đã nghiên cứu về cái vấn đề này tương đối lâu và họ đã có nhiều các cái phát kiến về cái việc là nên làm gì với cả cái tình huống này. Vừa rồi thì cô Blossom có chia sẻ với chúng ta cái quan điểm của Singapore. Cô có đưa một số ví dụ. Nhưng mà nếu nếu mà các anh chị các bạn mà có thời gian thì tốt nhất là sẽ nên xem cái trường hợp cụ thể. Tôi sẽ đưa lên trên cái link Zoom, nhưng sau đó thì các bạn có thể chia sẻ lại trên cái group. Tôi nhờ ban tổ chức chia sẻ giúp tôi trong group là cái đường link đến cái case mà nó mang tính rất là điển hình về vấn đề này. Và case này nó ở năm 2020. Ngoài ra thì cô Blossom cũng có chia sẻ về một cái case khác tên là cái case Larsen Oil. Thì cái case Larsen Oil này là cái case rất là nổi tiếng ở Singapore. Liên quan đến cái vấn đề này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn ngay ở trong cái chat box. Nói ngắn gọn lại là gì? Quan điểm của Singapore về vấn đề này như cô Blossom chia sẻ, đó là những cái vấn đề liên quan đến insolvency. Nếu như mà một cái công ty mà nó đối mặt với cả cái việc là bị liquidate, ví dụ như là công ty phải ra một cái quyết định là sẽ phải chấm dứt hoạt động, hoặc là chỉ định một cái quản tài viên, hoặc là các cái yêu cầu được đưa ra cho quản tài viên đó, hoặc là cái kế hoạch tái cơ cấu cái công ty đó khi mà công ty đó nó đang bị ở trong tình trạng phá sản, hoặc là chấm dứt và đóng lại cái quá trình phá sản công ty hoặc là giải thể công ty, thì toàn bộ những cái này đối với cả luật pháp Singapore nó được xem như là nằm trong cái vấn đề của luật công, và nó sẽ không có khả năng giải quyết bằng trọng tài. Tôi cũng đang có câu hỏi cho cô Blossom, nhưng tí nữa tôi sẽ hỏi. Thì theo tôi hiểu thì cái quan điểm của luật Singapore mà cô Blossom vừa chia sẻ có nghĩa là chúng ta không thể đi ra trọng tài được, kể cả các bạn muốn ra trọng tài, đúng không ạ? Cái ví dụ rất đơn giản của cô đưa ra là người mua một triệu cái quả bóng bay và đã giảm một nửa tiền cho người bán, tức là bên A mua của bên B, đúng không ạ? Thì tuy nhiên sau đó thì bên A phá sản và bên A không có muốn trả cái tiền đấy nữa và muốn đòi lại cái tiền một nửa đấy của bên B. Thế thì bên B đương nhiên là dựa trên cái điều khoản trọng tài thì muốn mang ra trọng tài. Thế nhưng mà bên A thì có quyền là push cái đó và sẽ nói rằng là tôi bị phá sản rồi, tôi không thực hiện được cái việc mà đi ra trọng tài nữa, chúng tôi sẽ giải quyết cái này ở tại tòa án. Đấy là cái rất là basic và rất là simple về cái quan điểm của Singapore. Thì tuy nhiên quan điểm của nước Anh thì nó hơi khác một chút. Quan điểm của luật Anh theo cô Blossom vừa chia sẻ thì người ta sẽ xem xét vào cái bản chất của cái tranh chấp cũng như là bản chất của các cái claim mà đã được yêu cầu. Ví dụ như là một cái yêu cầu nó cái nội dung cụ thể của cái yêu cầu là tôi đòi tiền, thì cái yêu cầu đó nó vẫn hoàn toàn nằm trong cái spectrum, trong cái phạm vi của cái việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Và như vậy thì luật pháp của nước Anh sẽ có cái xu hướng mở hơn rất nhiều so với luật pháp Singapore về cái việc là ủng hộ cái hoạt động trọng tài, bất chấp cái việc là cái này nó có tương tác với lại những vấn đề liên quan đến công pháp, có nghĩa là liên quan đến quan hệ giữa nhà nước với cả một cái công ty hay sự tồn tại của một cái doanh nghiệp mà đang trên cái bờ vực phá sản hoặc đang bị giải thể. Thế thì chúng ta ở Việt Nam thì hiện nay chúng ta có anh Vĩnh là một luật sư cũng có tham gia rất nhiều các hoạt động ở tòa án và cả trọng tài. Thì
anh Vĩnh sẽ chia sẻ với chúng ta một chút thêm về những các cái góc độ liên quan đến Việt Nam trong vấn đề này, để chúng ta cùng so sánh, chúng ta chiêm nghiệm với cả cái vấn đề về một công ty đang giữ chừng phá sản hoặc là giải thể. Thì ở Việt Nam thì nó, nếu chiếu vào trong luật pháp Việt Nam thì nó sẽ được giải quyết như thế nào? Tôi xin mời anh Vĩnh sẽ chia sẻ cho chúng ta cái phần này. Và anh Nam, các anh chị có nhìn thấy cái slide trên màn hình không ạ? Có anh Vĩnh ơi, luật sư Vĩnh cứ bắt đầu đi. So Blossom, for the benefit of the participants, so I will speak in Vietnamese. Sorry about that. Sure, I will learn some Vietnamese now. I will interpret for you later. Don't worry. Okay, xin chào tất cả anh chị. Thì phần trình bày của tôi sẽ đi vào nội dung liên quan trọng tài thương mại cũng như là cái quá trình mà một cái doanh nghiệp phá sản tại Việt Nam thì nó có cái tác động như nào đối với cả cái thỏa thuận trọng tài khi mà một trong hai bên tham gia cái thỏa thuận trọng tài đó rơi vào tình trạng là mất khả năng thanh toán và phải mở cái thủ tục để phá sản. Thì cái bài trình bày ngày hôm nay sẽ đi qua những nội dung chính như sau. Cái thứ nhất là cái khái quát về mối quan hệ giữa trọng tài và vấn đề phá sản tại Việt Nam. Nội dung thứ hai là xử lý cái tranh chấp tại trọng tài khi một bên rơi vào tình trạng phá sản. Và ở cái phần thứ ba thì chúng tôi có đưa ra hai cái vụ việc. Nhưng hai vụ việc này thì lại ở bên tòa án và chủ yếu là để cho một cái tham khảo để chúng ta minh tường hơn những cái quy định của cái luật phá sản 2014 của Việt Nam. Và ở phần thứ tư thì chúng tôi sẽ nêu ra một số những cái vấn đề pháp lý cần phải lưu ý. Về cái khái quát về mối quan hệ giữa trọng tài và vấn đề phá sản thì chúng ta biết phá sản nó là cái tình trạng của một doanh nghiệp mà mất cái khả năng thanh toán và nó có một thêm một cái điều kiện nữa là bị tòa án ra cái quyết định tuyên bố phá sản. Thì trong đó cái điều kiện về mất khả năng thanh toán nó là cái tình trạng mà doanh nghiệp hoặc là cái hợp tác xã nó không thực hiện nghĩa vụ thanh toán một cái khoản nợ trong cái thời hạn là 3 tháng kể từ ngày đến hạn phải thanh toán. Thì mục đích chính của cái pháp luật về phá sản tức là nó sẽ thay thế cái cơ chế xiết nợ theo kiểu là mạnh ai lấy được bằng một cái cơ chế đòi nợ tập thể, công bằng và trật tự. Thì ở đây chúng tôi có một số những cái slide. Trong slide này là bên chỗ anh Quang, bên NH Quang và cộng sự là người tổng hợp. Thì trong cái slide này có rất nhiều những cái bước cụ thể và chi tiết ở trong trường hợp này. Chúng ta có thể thấy ở đây là có những cái bước bắt đầu từ cái việc là nộp đơn, sau đó là phía bên tòa án là xem xét đơn, rồi yêu cầu là bổ sung, rồi trong trường hợp mà thấy là nó không phù hợp hoặc là không đáp ứng theo đúng quy định thì sẽ trả lại đơn. Và những cái bước tiếp theo là sau khi mà tiếp nhận và thụ lý đơn rồi thì những cái bước tiếp nữa đó là một là trong trường hợp mà phải tạm đình chỉ về cái tài sản của doanh nghiệp ấy, thì trong trường hợp này là phía bên tòa án sẽ yêu cầu là mở thủ tục phá sản. Thế còn trong trường hợp mà không mở thủ tục phá sản thì lúc này cũng sẽ có thông báo cho các bên biết. Đây là những cái nội dung khá là chi tiết cho nên là nếu để trình bày trong cái buổi ngày hôm nay thì có lẽ là nó rất mất nhiều thời gian. Cho nên là chúng tôi có tổng hợp một cái thủ tục rút gọn cho một cái vụ việc phá sản. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là ở cái giai đoạn đầu ấy, là phía tòa án sẽ thụ lý cái đơn yêu cầu phá sản trong vòng khoảng 1 đến 7 ngày. Và tiếp theo là trong khoảng thời gian 116 đến 121 ngày thì tòa án sẽ giải quyết và sẽ ra cái quyết định là mở hoặc là không mở cái thủ tục phá sản. Trong cái khoảng thời gian 108 đến 110 ngày thì kể từ thời điểm là mở cái thủ tục phá sản thì sẽ tiến hành họp hội nghị chủ nợ để quyết định cái phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. Và trong trường hợp mà thông qua thì trong khoảng thời gian là khoảng hơn 1.000 ngày đấy thì sẽ có cái quyết định về đình chỉ thủ tục phá sản và thực hiện các biện pháp hồi phục cái hoạt động kinh doanh. Và nếu mà thông qua thì sẽ có ra cái quyết định là tiếp tục hoạt động kinh doanh và không phá sản trong trường hợp này nữa. Còn nếu mà không thông qua thì sẽ có cái quyết định tuyên bố phá sản và thi hành. Thế thì ở trong cái thủ tục rút gọn này chúng ta có thể thấy cái mấy cái mốc nó rất là quan trọng. Cái mốc thứ nhất ấy là mốc thụ lý đơn yêu cầu. Và cái mốc thứ hai đó là cái mốc mà ra cái quyết định về việc mở cái thủ tục phá sản. Và cái mốc thứ ba ấy là cái mốc từ cái lúc mà mở có cái quyết định mở thủ tục phá sản cho đến khi có cái quyết định cuối cùng là sẽ phá sản cái doanh nghiệp này hay không phá sản doanh nghiệp. Thì đây là ba cái mốc quan trọng và tương ứng với ba mốc đó chúng ta sẽ có phân tích ở phần sau ấy, là sẽ có phân tích về những cái vấn đề nó có liên quan tới cái thỏa thuận trọng tài trong những cái trường hợp mà rơi vào trong một trong những cái mốc thời gian như vậy. Ở đây thì có ba cái nguyên tắc mà chúng tôi có muốn trao đổi tới tất cả các anh chị.
Cái nguyên tắc thứ nhất ấy, là sau khi tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì cái cơ quan thi hành án dân sự phải tạm đình chỉ cái thi hành án dân sự, và trọng tài cũng phải tạm đình chỉ cái việc giải quyết vụ việc dân sự kinh doanh thương mại hoặc là lao động có liên quan đến bên đó. Thì hay nói cách khác, ở trong cái giai đoạn mà thụ lý cái đơn yêu cầu và trước cái giai đoạn mà ra cái quyết định về mở thủ tục phá sản ấy, là gần như tất cả các thủ tục tố tụng trọng tài chúng ta sẽ phải tạm đình chỉ lại. Thì đây là cái nguyên tắc thứ nhất. Cái nguyên tắc thứ hai ấy, là sau khi mà tòa án đã xem xét rồi và thấy có quyết định, ra cái quyết định là không mở thủ tục phá sản, thì lúc này ấy, sẽ hủy bỏ cái quyết định tạm đình chỉ đó để các bên có thể tiếp tục thực hiện cái thủ tục tố tụng. Ví dụ trong trường hợp này, nếu chúng ta có những vụ kiện liên quan đến trọng tài, thì lúc này cái thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiếp tục thực hiện. Và cái nguyên tắc thứ ba, trường hợp mà có quyết định mở thủ tục phá sản, thì trong trường hợp này là tòa án nhân dân trọng tài cũng như khi cơ quan thi hành án dân sự mà trước đó đã ban hành cái quyết định tạm đình chỉ ấy, sẽ tiếp tục ra quyết định đình chỉ. Hay nói cách khác, nếu mà trong trường hợp mà tòa án đã ra quyết định là mở thủ tục phá sản, thì cái thủ tục tạm đình chỉ trước đó nó sẽ được chuyển thành cái thủ tục đình chỉ chính thức, để cái tòa án mà đang thụ lý cũng như giải quyết cái việc phá sản này sẽ thực hiện tiếp cái công việc của mình. Về phần thứ hai liên quan tới cái xử lý vụ việc tranh chấp tại trọng tài khi một bên rơi vào tình trạng phá sản, thì ở trong những cái giai đoạn, trong những cái milestone mà tôi có trình bày trước đó đấy, chúng ta có thể thấy ấy, cái bước đầu tiên đó là bước thụ lý, cái bước thứ hai đó là bước ra cái quyết định về việc là mở hoặc là không mở cái thủ tục phá sản, và bước thứ ba tức là cái bước mà ra quyết định cuối cùng là trong trường hợp này doanh nghiệp có bị phá sản hay không. Thì trong ba cái bước quan trọng đó, chúng ta sẽ có những cái giai đoạn mà nó liên quan đến cái thủ tục tố tụng trọng tài. Thế thì với cái trường hợp ở đây chúng tôi chia làm ba giai đoạn như vậy, thì cái giai đoạn một ở đây là chúng ta có thấy là trước thời điểm ban hành cái quyết định mở thủ tục phá sản mà các bên đang có cái giải quyết tranh chấp tại trọng tài ấy, thì luật phá sản điều 41.2 của luật phá sản 2014 có quy định là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ việc phá sản, trọng tài phải tạm đình chỉ giải quyết vụ việc. Còn trong trường hợp mà không tạm đình chỉ và giải quyết vụ việc, thì cái phán quyết của trọng tài nó có thể bị hủy theo cái điều 68.2 của luật trọng tài thương mại. Còn trường hợp mà phán quyết trọng tài đã có hiệu lực và đang được thi hành ở trước cái thời điểm ra ban hành cái quyết định mở thủ tục phá sản á, thì ở trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy nó có hai cái kịch bản. Cái kịch bản thứ nhất ấy, là các bên tự nguyện thi hành cái bản án. Thì kỳ thực ra trong cái trường hợp này thì chúng ta có thể thấy là cái pháp luật về phá sản của Việt Nam á, là chưa có những cái quy định về những hành vi mà doanh nghiệp không được làm trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản. Ở trong cái luật phá sản 2014 có cái điều 48.1 đó, là quy định về những hành vi bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản các anh chị nhé. Còn trước thời điểm mà có ban hành cái quyết định mở thủ tục phá sản thì hiện nay pháp luật về phá sản là chưa có những quy định cụ thể. Và do đó thì trong trường hợp này quan điểm của chúng tôi ấy, là trước cái thời điểm ban hành cái quyết định mở thủ tục phá sản thì doanh nghiệp vẫn có cái nghĩa vụ phải thực hiện cái nghĩa vụ thanh toán cho bên còn lại theo cái phán quyết trọng tài có hiệu lực. Còn trong trường hợp tiếp theo là phán quyết trọng tài đã có hiệu lực và đang được thi hành, nhưng mà một bên không tự nguyện thi hành hoặc là không có yêu cầu tuyên hủy cái phán quyết trọng tài. Thế thì ở trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy nó sẽ có hai cái trường hợp ạ. Thông thường thì khi mà một bên không tự nguyện thi hành thì bên còn lại người ta sẽ có cái quyền làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành cái phán quyết trọng tài. Thì cái điều kiện này đã được quy định ở trong cái điều 69 của luật thương mại, luật trọng tài thương mại 2010 rồi. Thế tuy nhiên ở trong cái trường hợp này nó sẽ có hai cái tình huống nó xảy ra. Cái tình huống thứ nhất đó, là cái việc thi hành án đấy nó diễn ra trước cái thời điểm thụ lý vụ việc thì cái việc thi hành án nó sẽ diễn ra được bình thường. Còn trong trường hợp mà cái việc thi hành án nó diễn ra sau cái thời điểm thụ lý vụ việc thì cái điều 41 của luật phá sản 2014 sẽ quy định ấy, là trong trường hợp này là cơ quan thi hành án dân sự phải tạm đình chỉ thi hành bản án dân sự đối với bên bị phá sản. Thì đây cũng là một cái điểm để chúng ta phải lưu ý khi chúng ta gặp phải những cái trường hợp tương tự. Tôi sẽ chuyển sang trường hợp tiếp theo, đó là tại cái thời điểm ban hành cái quyết định mở thủ tục phá sản. Tức là gì? Ok, trước khi mà ban hành cái quyết định mở thủ tục phá sản, chúng ta đã có những cái phân tích ở phía trên liên quan cái phần thực hiện cái tố tụng trọng tài. Còn tại cái thời điểm mà ban hành cái quyết định mở thủ tục phá sản thì sẽ xử lý như thế nào? Thế thì trong trường hợp này các bên trong đang trong cái quá trình giải quyết tranh chấp trọng tài mà tại cái thời điểm ban hành cái quyết định mở thủ tục phá sản đó,
thì căn cứ theo điều 72.2 của luật phá sản 2014 ấy, là trọng tài sẽ phải ra cái quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc, đồng thời chuyển cái hồ sơ đó sang cho cơ quan tòa án mà đang tiến hành cái thủ tục phá sản đó. Thì trong trường hợp này nó sẽ có hai cái trường hợp, nó có hai tình huống xảy ra, là cái doanh nghiệp hoặc là cái hợp tác xã mà rơi vào khả năng mất thanh toán đó, họ sẽ phải thực hiện cái nghĩa vụ về tài sản. Thì trong trường hợp này đương nhiên cái bên còn lại nó sẽ được coi là chủ nợ. Và ngược lại, nếu mà trong trường hợp mà cái bên đương sự nó phải thực hiện cái nghĩa vụ về tài sản đối với cái doanh nghiệp hoặc là hợp tác xã mất khả năng thanh toán, thì trong trường hợp này cái doanh nghiệp và hợp tác xã mất khả năng thanh toán đương nhiên sẽ trở thành chủ nợ và có quyền yêu cầu bên đương sự phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán về tài sản đối với mình. Cái trường hợp thứ hai mà cái thực hiện cái phán quyết trọng tài mà có trước cái thời điểm thụ lý ấy, thì cũng tương tự điều 72.1 của luật phá sản là năm 2014 có quy định là cái cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định đình chỉ. Tức là tại cái thời điểm mà tòa án có quyết định mở thủ tục phá sản ấy, thì không chỉ cơ quan trọng tài, cơ quan tòa án mà cả cơ quan thi hành án trong trường hợp này cũng phải ra cái quyết định về việc đình chỉ. Sau khi đình chỉ thì sẽ bàn giao, chuyển giao cái hồ sơ đó sang cho tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản. Và đối với cái bản án và quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án ấy, mà nó kèm theo cái quyết định kê biên tài sản của doanh nghiệp, thì trong trường hợp này cái bên được thi hành án được coi là chủ nợ không có đảm bảo. Và trong trường hợp mà có quyết định kê biên tài sản của doanh nghiệp thì cái bên được thi hành án sẽ được coi là chủ nợ có đảm bảo trong trường hợp này. Một cái vấn đề mà chúng tôi thấy ở trong trường hợp này là cái điều 72.1 của luật phá sản năm 2014 là chỉ có quy định về cái bản án và quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án thôi. Còn cái vấn đề liên quan tới cái phán quyết của trọng tài mà có hiệu lực pháp luật thì lại không được quy định trong điều 72. Thì cái này có thể là cái phần sau, cái phần lưu ý, một số cái vấn đề lưu ý về pháp lý thì chúng tôi sẽ nêu ở phần sau. Hết cái phần thứ hai, chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn thứ ba. Tức là cái giai đoạn mà từ thời điểm có quyết định mở thủ tục phá sản đến cái thời điểm ra cái quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản. Thì trong trường hợp mà nó có phát sinh tranh chấp về tài sản trước khi có quyết định tuyên bố một cái doanh nghiệp phá sản, thì cái điều 114.1 của luật phá sản 2014 có quy định khi phát sinh tranh chấp thì tòa đang giải quyết vụ việc phá sản phải tách cái phần tài sản đang tranh chấp đó để giải quyết bằng một cái vụ án khác, và trình tự thủ tục tách thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật rồi. Còn thẩm quyền để giải quyết cái vụ tranh chấp phần tài sản nêu trên sẽ được thực hiện theo cái quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Còn trường hợp mà hủy bỏ các quyết định đình chỉ, bởi vì ở cái giai đoạn mà có quyết định mở thủ tục phá sản thì tất cả các vụ việc tạm đình chỉ trước đó sẽ phải đình chỉ, sẽ bị đình chỉ ở cái giai đoạn này. Thì đối với trường hợp mà hủy bỏ các quyết định đình chỉ ấy, thì cái điều 86.1 của luật phá sản năm 2014 có quy định là trong trường hợp ấy, doanh nghiệp mà không mất khả năng thanh toán hoặc là tòa án ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản, hoặc là điều 495.1 của luật phá sản 2014 có quy định là doanh nghiệp mất khả năng thanh toán đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thì đối với cả hai cái trường hợp này thì cái tố tụng trọng tài sẽ tiếp tục được thực hiện. Hay nói cách khác ấy, là trong trường hợp này doanh nghiệp bị tuyên là không rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và không phải phá sản, thế thì những cái thủ tục tố tụng trước đó của trọng tài cũng như của cơ quan thi hành án cũng như của tòa án sẽ tiếp tục được thực hiện ở trong cái giai đoạn này. Liên quan phần thứ ba, một số cái quan điểm giải quyết của tòa án trong một số vụ việc phá sản, chúng tôi có một số cái bản án có trình bày ở đây. Cái bản án số 02 năm 2018 thì có là một bản án về vấn đề tranh chấp hợp đồng tín dụng. Thì trong bản án này cái quan hệ pháp luật nó là bảo lãnh cái hợp đồng tín dụng. Cái nội dung tranh chấp ấy thì là tổng công ty bảo lãnh cho khoản vay của công ty con tại một ngân hàng. Công ty con không trả được nợ và đã có quyết định mở thủ tục phá sản. Ngân hàng kiện tổng công ty và được tòa án giải thích quan hệ bảo lãnh là phải được giải quyết bằng pháp luật dân sự thay vì pháp luật về phá sản. Và cái phán quyết cuối cùng đưa ra trong trường hợp này là tòa án chấp nhận yêu cầu buộc tổng công ty phải trả nợ thay cho công ty con. Cái ý nghĩa của cái bản án này ở đây ấy, đó là cái bên được bảo lãnh mở thủ tục phá sản không làm mất đi nghĩa vụ của bên bảo lãnh. Thì đây là một cái bản án, ở đây không có cái bản án nào liên quan hoặc là một cái quyết định, một cái phán quyết nào của trọng tài, mà chỉ có hai cái bản án của tòa án ấy, tôi cũng nêu lên để cho anh chị có thêm thông tin tham khảo. Cái bản án thứ hai là bản án số 22 năm 2019 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa. Thì cái tranh chấp này nó được diễn ra giữa bên mua là một công ty liên doanh Việt Nam và Hàn Quốc nợ thanh toán tiền hàng và có thông báo bị mở thủ tục phá sản. Bên bán yêu cầu chủ sở hữu một phần vốn là bên Việt Nam trong liên doanh thanh toán thay
Nhưng bên Việt Nam chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp. Cái bên mua không có người đại diện theo pháp luật, cũng không có người đại diện theo ủy quyền ở Việt Nam. Cho nên là cái thủ tục phá sản bị đình chỉ và tòa án giải quyết tranh chấp đã chỉ định người đại diện theo pháp luật thay thế. Cái phán quyết đưa ra trong cái vụ việc này đó là tòa tiếp tục thực hiện thủ tục tố tụng và tuyên xử buộc bên mua phải thanh toán. Thế thì ý nghĩa của cái bản án này nó nằm ở cái chỗ là cái thủ tục phá sản đã bị đình chỉ thì các bên sẽ vẫn phải thực hiện cái nghĩa vụ của mình. Ở cái phần cuối cùng thì xin trình bày với các anh chị một số cái vấn đề pháp lý cần lưu ý. Chúng ta thấy là cái luật trọng tài thương mại năm 2010, cái điều 5.3 lúc nãy thì anh Tony cũng có trình bày về cái điều kiện giải quyết tranh chấp trọng tài. Thì có quy định là trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản hoặc là giải thể hợp nhất hoặc là sáp nhập hoặc chia tách hoặc là chuyển đổi hình thức tổ chức, thì cái thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Tuy nhiên ở đây nó có một cái điểm cũng muốn trao đổi với các anh chị là đối với cái trường hợp mà cái tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ có lẽ nó chỉ áp dụng trong trường hợp là hợp nhất, sáp nhập hoặc là chia tách hoặc là chuyển đổi hình thức thôi. Còn đối với cái trường hợp mà phá sản hoặc là giải thể thì cái hậu quả pháp lý của nó rất là rõ, là trong trường hợp này sẽ không có bất cứ một cái cơ quan tổ chức nào tiếp nhận quyền và nghĩa vụ cả. Do vậy thì quan điểm của chúng tôi trong trường hợp này ấy, là đối với cái trường hợp phá sản thì cái thỏa thuận trọng tài sẽ không có hiệu lực trong trường hợp này. Và cái nội dung này thì nó cũng khá là phù hợp với cái điều 59.1b đình chỉ giải quyết tranh chấp, tức là theo cái luật điều 59.1b của luật trọng tài thương mại 2010 ấy, thì cái vụ tranh chấp nó sẽ được đình chỉ trong cái trường hợp mà nguyên đơn hoặc bị đơn là cơ quan tổ chức đã chấm dứt hoạt động hoặc là bị phá sản. Thì rõ ràng như tôi đã phân tích ban đầu đó, tức là cái phần phá sản là cái hậu quả pháp lý nó sẽ không có một cái đơn vị hoặc là với cơ quan tổ chức nào tiếp nhận, cho nên trong trường hợp này cái đối tượng của cái vụ tranh chấp này nó không còn nữa, và dẫn tới cái việc là vụ tranh chấp sẽ bị đình chỉ theo cái điều 59.1b của luật trọng tài thương mại 2010. Và cái lưu ý thứ hai thì liên quan đến cái luật phá sản 2014, cái điều 41 đó, về cái việc tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp hoặc là hợp tác xã mất cái khả năng thanh toán nghĩa vụ về tài sản thì có quy định là trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tòa án nhân dân thụ lý vụ việc phá sản thì cơ quan thi hành án phải tạm đình chỉ thi hành án, rồi tòa án cũng như trọng tài phải tạm đình chỉ giải quyết vụ việc. Tương tự như vậy thì cái điều 71 có đề cập tới cái việc xử lý việc tạm đình chỉ thi hành án dân sự và giải quyết vụ việc, thì cũng có trường hợp là tòa án quyết định không mở thủ tục phá sản, tòa án nhân dân trọng tài và cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định tạm đình chỉ theo quy định này sẽ hủy bỏ cái quyết định tạm đình chỉ, và trong trường hợp mà mở thủ tục phá sản thì sẽ ra quyết định đình chỉ. Còn nếu mà trong trường hợp mà tòa án đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản và đình chỉ thủ tục ấy, khôi phục cái hoạt động kinh doanh ấy, thì trong trường hợp này trọng tài cũng như là tòa án nhân dân hoặc là cơ quan thi hành án trong trường hợp này sẽ ra quyết định hủy cái quyết định đình chỉ để giải quyết tiếp theo quy định của pháp luật. Thế thì cái lưu ý ở đây là gì? Cái lưu ý ở đây là cái tranh chấp mà xảy ra sau cái thời điểm thụ lý nhưng mà diễn ra trước cái thời điểm ban hành cái quyết định mở thủ tục phá sản ấy, thì trọng tài hoặc là tòa án là phải tạm đình chỉ giải quyết vụ án trong trường hợp này. Chúng ta lưu ý ấy, tức là cái việc mà tranh chấp là nó xảy ra sau cái thời điểm thụ lý nhé. Bởi vì giữa cái thời điểm thụ lý và cái thời điểm ban hành cái quyết định mở thủ tục phá sản ấy, là chúng ta có một khoảng thời gian rất là dài. Thế thì khi mà tranh chấp nó xảy ra ở trong cái khoảng thời gian đó thì cái tranh chấp đó nếu giải quyết bằng trọng tài thì sẽ phải tạm đình chỉ khi và tạm đình chỉ trong trường hợp này. Còn nếu mà tòa án ban hành cái quyết định mở thủ tục phá sản ấy, thì cái việc giải quyết tranh chấp tại trọng tài hoặc là tòa án sẽ bị đình chỉ trong trường hợp này. Thì đây là cái lưu ý thứ hai chúng tôi muốn truyền đạt tới các anh chị. Và cái lưu ý cuối cùng liên quan tới luật phá sản thì cái điều 71 có quy định về cái xử lý việc tạm đình chỉ thi hành án dân sự giải quyết vụ việc, và cái điều 72 là giải quyết việc đình chỉ thi hành án dân sự giải quyết vụ việc. Thì chúng tôi thấy là cái điều 72 của luật phá sản 2014 nó có được đề cập tới cái điều 71 ấy, cụ thể là có refer đến cái điều 71.2 để về cái giải quyết hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án và thi hành án. Thế tuy nhiên cái điều 72 này thì chúng ta có thể thấy ấy, là họ chỉ đề cập tới cái bản án và việc giải quyết cái vụ án của tòa án thôi, mà không có đề cập, không có bất cứ một nội dung nào đề cập tới việc là giải quyết cái quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc của trọng tài hay quyết định đình chỉ thi hành phán quyết của trọng tài như đã được quy định tại điều 71. Thì cái này ở cái phần slide trước đó chúng tôi cũng đã đặt một cái câu hỏi, tức là ở cái điều 71 B2.1 thì chúng ta thấy là trong trường hợp mà đình chỉ có chuyển giao
cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ hoặc là tòa án đình chỉ và chuyển giao cái hồ sơ sang cho tòa án đang tiến hành thủ tục phá sản ấy, thì chỉ đề cập tới cái bản án và quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án thôi, chứ không có đề cập tới cái phán quyết của trọng tài có hiệu lực của pháp luật. Thì đây cũng là một cái điểm mà hiện nay chúng tôi thấy là cần phải rất là lưu ý trong cái quá trình chúng ta giải quyết tranh chấp thông qua cái phương thức trọng tài và diễn ra tại cái thời điểm mà mở thủ tục phá sản. Cái phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin mời anh Trung Nam. Xin cảm ơn luật sư Hữu Vĩnh. Những cái gì mà luật sư Vĩnh vừa chia sẻ nó quá là chi tiết, nên là tôi cũng xin phép mạn phép thay mặt tất cả các cái những người đang tham gia là xin hỏi luôn trước anh Vĩnh là liệu anh Vĩnh có sẵn sàng chia sẻ cái slide này cho mọi người sau cái event hay không? Cái slide này chắc là sẽ trình bày, sẽ gửi, có thể chia sẻ cho mọi người sau ngày mùng sau ngày mùng 10, ngày 11, bởi vì ngày mùng 10, 11 sẽ sử dụng slide này để trình bày trong cái hội thảo về trọng tài, cái tuần lễ trọng tài Việt Nam, anh Nam ạ. Ok, nhất trí, nhất trí. Em sẽ chia sẻ sau thời điểm đó, bởi vì cái thời điểm đó là thời điểm cần sử dụng việc này. Nhất trí. Cảm ơn anh Vĩnh. Chúng ta vừa mới nghe qua một số các cái chi tiết, thực ra cũng khá nhiều về cái cách thức mà luật Việt Nam tiếp cận với cả vấn đề để phá sản. Và nếu như mà tôi nghe không nhầm thì những gì qua như anh Vĩnh nói thì có lẽ là hầu hết những cái trường hợp mà xảy ra cái thủ tục phá sản thì nó đều ảnh hưởng ngay lập tức đến cái quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, đúng không ạ? Thế thì trước khi mà tôi chuyển sang cái phần thứ hai là cái phần mà chia sẻ round table với nhau, thì tôi muốn xin đóng góp vào một cái mà có lẽ tí nữa chúng ta sẽ trao đổi giao lưu với cả cô Blossom và cả anh Vinh về một cái vụ việc mà tôi có trực tiếp thực hiện. Khách hàng của chúng tôi là bên Việt Nam có đi kiện một cái đối tác ở bên Anh về một cái hợp đồng dịch vụ chứ không phải hợp đồng về mua bán hàng hóa. Thì bên này là cái bên cung cấp dịch vụ và bên kia phải trả tiền. Thì tuy nhiên là đến một cái giai đoạn nhất định bên kia họ không trả tiền nữa, thì chúng tôi đưa ra LCIA là trung tâm trọng tài tại London, sit ở tại nước Anh. Và chúng tôi đang trong quá trình đang làm việc dở thì cái bên kia nó báo là nó không còn tiền đâu, đừng có kiện nữa. Thế là có một cái ông ở bên thứ ba ông nhảy ra ông nói thế, ông bảo thậm chí tiền trả tôi còn chả có. Thế bây giờ tôi không ách cho cái bên đấy, nhưng mà tôi báo trước với anh là bên đấy bây giờ nó không còn tiền đâu. Thế thì khách hàng tôi rất là căng thẳng với chuyện là mình đang đi kiện bên kia và đang muốn đòi tiền, thì tự nhiên bên kia bảo không còn tiền đâu. Nhưng mà lại thấy nó vẫn cứ đi marketing với cả đi quảng cáo giới thiệu dịch vụ ầm ầm. Thế nên là khách hàng tôi mới quyết định là vẫn tiếp tục thực hiện cái việc đi kiện. Bởi vì mỗi một cái bước đi kiện là nó rất tốn tiền. Các anh chị biết là LCIA thì riêng bắt đầu registration fee là hết 2.000 bảng rồi, đúng không ạ? Sau đó lại thêm các cái loại chi phí khác nữa. Vì vậy cho nên là đến một cái giai đoạn bên kia họ bắt đầu ra một cái thông báo là bên kia nó có một cái chỉ định một cái liquidator. Nó nói rằng là bây giờ cái công ty này, cái ông này ông ấy cho rằng là ông ấy đã tự thấy là ông ấy cần phải phá sản rồi. Ông ấy tự tuyên bố là tôi sẽ phá sản và chỉ định một cái liquidator. Thì lúc đó khách hàng của chúng tôi vẫn đưa ra cái yêu cầu là liệu có cách nào tiếp tục vụ kiện không. Thì cái câu trả lời của LCIA vào lúc đó là bên kia nó làm cái thủ tục gì kệ nó. Còn nếu mà anh tiếp tục thuê chúng tôi thì dịch vụ ở trọng tài vẫn sẽ tiếp tục, hội đồng trọng tài vẫn tiếp tục làm việc bình thường. Có nghĩa là bất chấp cái việc kia nó xảy ra thì các cái vấn đề liên quan đến mua bán dịch vụ và cái vấn đề liên quan đến cái relief short, tức là cái yêu cầu mà muốn được trả tiền, nó vẫn xảy ra bình thường và nó vẫn được thực hiện giống như là cô Blossom nói là nó không nó là cái alternative, nó là cái bổ sung và thay thế cho tòa án. Cho nên là căn cứ cả theo pháp luật Anh cũng như là theo cái rules của LCIA thì cái cuộc chinh chiến nó vẫn tiếp tục bất chấp là bên kia tuyên bố là tôi đã hết tiền và bỏ chạy. Thì đấy là một cái góc nhìn mà chúng ta đem so lại với những gì mà anh Vĩnh vừa mới chia sẻ, chúng ta sẽ thấy nó rất là khác biệt, đúng không ạ? Bây giờ thì có lẽ là tôi cũng thấy ban tổ chức cũng đang có muốn remind lại một cái vấn đề liên quan đến
đến phần thưởng gì đấy đúng không ạ? Nên tôi trao lại cho chị An. Vâng, em cảm ơn Tony và em rất là cảm ơn anh Vĩnh. Thì em có thể thấy là lượng người tham gia hôm nay đã đông lên rất là nhiều, đặc biệt là phần sau của chương trình. Chính vì vậy em xin phép được nhắc nhở lại với tất cả chúng ta về cái sự kiện quan trọng vào ngày 8 tháng 5. Thì em tin là Anthony sẽ là cái người giới thiệu phù hợp hơn về nội dung sự kiện, và sau đấy cách để chúng ta có thể tham gia và chơi trò chơi rút thăm may mắn này, thì em xin phép mời anh Tuấn quản lý kỹ thuật để chúng ta có thể cùng nhau thực hiện cái trò chơi này và trở thành người may mắn nhất của ngày hôm nay nha. Còn cuối cùng thì em xin được phép nhắc một tí, tức là em có thể thấy là đang có một số anh chị có những cái ý kiến rất là muốn đóng góp và chia sẻ. Thì vào phần 2 chúng ta sẽ có các cái phần thảo luận. Thì trong nội dung phần đấy thì chúng em sẽ cố gắng điều phối để anh chị có thể trực tiếp gọi là tham gia nói chuyện với các diễn giả và đưa ra ý kiến của mình ạ. Thì em nghĩ là mọi người có thể là đến phần 2 thì hãy giơ tay và trực tiếp bật mic để chúng ta có thể tham gia vào cái cuộc trao đổi. Thì em xin phép mời anh Tony có thể nói qua cái sự kiện hấp dẫn vô cùng vào ngày 8 tháng 5 tại Hồ Chí Minh được không ạ? Vâng, Anthony, anh có thể bật mic lên giúp em nhé. Chắc là tôi cũng muốn nhờ ban tổ chức share giúp tôi cái chương trình lúc nãy. Sự kiện ngày 8 tháng 5 thì nó là một trong các cái nỗ lực của VIF, Viện Trọng tài Quốc tế Việt Nam, trong cái việc là gọi là phổ cập hóa cái kiến thức cho các luật sư về tranh tụng trọng tài tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh các luật sư Việt Nam càng ngày càng phải tham gia tranh tụng quốc tế nhiều hơn. Thế cho nên là các cái khóa học trước đây của VIF thì đã tổ chức rất nhiều các cái khóa mà mang tính chung, và một số các khóa mang tính chuyên sâu như là Advanced Course, cái khóa đào tạo chuyên sâu kéo dài 3 tháng rưỡi. Thế tuy nhiên là chưa có một cái khóa học nào hay là có cái khóa đào tạo nào mà nó có những cái tính thực sự là rất sâu về một cái vấn đề cụ thể và những cái vấn đề mà các luật sư Việt Nam đang gặp khó khăn, đang gặp vướng mắc. Thì chúng tôi đã cùng suy nghĩ và chúng tôi đã cùng thiết kế ra một cái chương trình rất là đặc biệt. Chương trình này nó chỉ tập trung vào một cái khía cạnh rất là sâu của kỹ năng trọng tài, đó là kỹ năng tranh tụng. Kỹ năng tranh tụng thì nó sẽ chủ yếu là chúng ta sẽ thấy nó thể hiện bằng lời, đúng không ạ? Tức là khi ra phiên xét xử chúng ta sẽ nói cái gì, có các cái phần nào trong phiên xét xử chúng ta sẽ nói ra làm sao, đúng không ạ? Thế tuy nhiên là để có được một cái phiên xét xử tốt, để có một cái phiên tranh tụng mà thành công thì chúng ta lại cần rất nhiều sự chuẩn bị. Thế cho nên là chúng tôi thiết kế cái khóa học này với cả một cái background là chúng tôi có các cái cuốn sách textbook đã giảng dạy về vấn đề này trên thế giới. Chúng tôi sử dụng các cái cuốn sách đó, chúng tôi lên chương trình, sau đó chúng tôi mời những các cái diễn giả phù hợp. Hiện nay thì đang có tổng cộng là 11 diễn giả, hay chúng ta nói là thầy cô giáo thì đúng hơn. Và 11 cái giảng viên này thì trong đó có tới 9 người là giảng viên nước ngoài. Và các giảng viên này thì tôi có thể kể tên ra một số người, 4-5 người trong đó là đều là những cái người đứng ở cái hàng cao nhất của họ ở cái khu vực mà họ đang hành nghề. Ví dụ như là đây có ông Mark Dempsey là đến từ Úc, là ông ấy là SC, tức là ông ấy là trạng sư cao cấp của nước Úc. Có ông Colin Ong là trạng sư cao cấp của nước Anh. Ông Colion cũng là top 3 trọng tài viên hot nhất ở tại châu Á. Ông đã từng xét xử trên 370 vụ trọng tài và đều là các vụ lớn. Ngoài ra chúng ta cũng có ông Châu Sen Yu và cô Suy Yen là những người đến từ Wong Partnership. Thì ông Châu Sen là người managing partner, ông ấy quản lý tất cả các cái vụ kiện lớn và các cái hoạt động chung của Wong Partnership. Ông ấy cũng là một trong những cao sổ mà lớn tuổi nhất và cũng là một trong những người đã đưa đến cho Việt Nam những các cái khóa học đầu tiên, các cái bài giảng đầu tiên về trọng tài quốc tế. Ông là một trong những người đến Việt Nam sớm nhất, ông Châu Xin. Và cô Suy Yen thì cũng là một người đệ tử của ông Châu Xin, nhưng mà cô lại là người rất giỏi. Cô đã là một trong các cái senior cao sổ, tức là luật sư cao cấp mà có tuổi trẻ nhất ở tại Singapore. Cô ấy theo tôi được biết, và tôi cũng đã có lần được diện kiến,
là cô là người tranh tụng, có thể nói là sắc sảo vào hạng bậc nhất ở tại Singapore. Ngoài ra còn cô Che Hee Soo và cô Amanda Lee là đến ở các vùng khác nhau, các cái vùng tài phán khác nhau. Cô Amanda Lee thì cô hoạt động nhiều ở cả Singapore, Hồng Kông và cả Úc. Cô Che Hee Soo thì là từ gốc Hàn Quốc. Thì tất cả những người này họ đến từ các cái góc nhìn khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung là họ là những người giỏi nhất ở trong lĩnh vực của họ. Và họ chia sẻ về các cái góc cạnh khác nhau trong quá trình tranh tụng. Vì vậy chúng tôi mới đặt tên cái chương trình này là chương trình gọi là The Art of Advocacy, có nghĩa là nghệ thuật tranh tụng trong trọng tài quốc tế. Và chúng tôi đưa một ít cái Việt Nam context vào đây. Thì cái Việt Nam context tức là cái bối cảnh của Việt Nam, chúng tôi sẽ có một số các cái so sánh và một số các cái lưu ý nhất định liên quan đến cái hệ sinh thái về trọng tài Việt Nam. Thì cái phần này sẽ do anh Lương Văn Trung và tôi đảm nhiệm. Cái khóa học này thì nó đương nhiên là phải thu tiền, bởi vì nó cũng có nhiều các loại chi phí khác nhau, từ ăn ở cho đến các cái chi phí cho các giảng viên. Thế nhưng mà có thể nói là đây là cái khóa nó cực kỳ rẻ nếu mà so với cả cái chất lượng và so với cả các kiến thức mà nó sẽ đem lại cho các học viên. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng rất mong muốn là sẽ chia sẻ cái cơ hội này cho tất cả mọi người, để các anh chị và các bạn nếu mà muốn mài sắc cái năng lực, cái khả năng chuyên môn của mình thì hãy cố gắng tham dự cái khóa học này. Nó chỉ không chỉ đơn giản là có những người nổi tiếng và những người giỏi chia sẻ, mà nó còn quan trọng là nó có một cái hệ thống chương trình. Nếu mà các anh chị nhìn vào cái chương trình, các anh chị sẽ thấy là chương trình nó cực kỳ là intensive, đúng không ạ? Và nó cover những cái vấn đề khác nhau mà đều rất là quan trọng trong cái việc tranh tụng. Để cho chuẩn bị cho một cái buổi xét xử thì chúng ta cần có bao nhiêu các thứ chuẩn bị từ nhân chứng, chuẩn bị từ chuyên gia, chuẩn bị từ cái opening statement hay là tất cả các cái vấn đề khác, nó sẽ đều được bao bọc hết ở trong cái buổi này. Và các cái học viên sẽ được chuẩn bị các cái kiến thức này không phải là vào cái ngày mà chúng tôi tổ chức cái hội thảo, vào cái buổi mà chúng tôi sẽ tổ chức vào trước đó một tuần. Có nghĩa là một tuần trước đó chúng tôi đã bắt đầu cung cấp các cái thông tin cho các học viên, để các học viên có thể đọc, nghiên cứu, xem trước các video, xem trước các bài presentation và xem trước học liệu. Sau đó thì chúng tôi mới đến cái buổi đó, và chúng tôi sẽ dành rất nhiều thời gian để tương tác với cả học viên về các cái vấn đề mà nó rất quan trọng và các luật sư tại Việt Nam chưa có kiến thức. Ví dụ như là về cross-examination, về re-examination, thẩm vấn chéo ở Việt Nam các luật sư đều rất ít cái kinh nghiệm về việc này. Chưa kể đến việc là tái thẩm vấn thì mọi người gần như không có ai có kinh nghiệm gì. Thế chính vì vậy cho nên những vấn đề này chúng tôi đều lựa chọn những các cái nội dung rất là quan trọng, rất là mang tính then chốt, và lựa chọn những cái người giảng viên tốt nhất và phù hợp nhất để chia sẻ cho các anh chị. Thì mong rằng là đây sẽ là một cái món quà, một cái phát súng đầu tiên của VAF mở màn cho cái chuỗi tuần sự kiện, tuần lễ về trọng tài hòa giải tại Việt Nam, để chia sẻ cho các anh chị cái cơ hội. Và đây là một cái món quà để tặng cho các cái những cái người yêu mến trọng tài và các cái luật sư mà có hoạt động tranh tụng trọng tài tại Việt Nam. Còn về cái chi tiết liên quan đến cái loto ngày hôm nay, phần thưởng các thứ thì chắc là mời MC Hải An với cả anh Tuấn phụ trách nhé. À, xin cảm ơn. Cảm ơn anh Tony rất nhiều vì những thông tin chia sẻ rất là chi tiết và vô cùng hấp dẫn. Thì để cho mọi người có cơ hội, hôm nay chính là một cái buổi đặc biệt như vậy. Thì hiện tại thì chúng ta sẽ thường click vào đường link này là đường link đặt vé. Thì bây giờ thì khi chúng ta click vào thì anh Tuấn sẽ hỗ trợ về thêm về phần kỹ thuật ạ. Thì khi mà mọi người click vào đây nhá, và chúng ta đang tham gia trực tiếp vào trong cái chương trình này, thì vâng anh Tuấn. Xin phép bạn một chút để cho mình sẽ tự show trên màn hình của mình nhé. Thì Hải An cho mình sharing cái bản này. Thưa bạn, hiện nay đây là cái trang web chính thức của cái sự kiện Việt Nam Idea Week 2023. Thì như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình, tất cả những các cái thông tin về sự kiện đã được show trên website chính thức của sự kiện. Và cái đường link của nó là vietnamideaweek.com. Và chúng tôi đã sắp xếp một cách rất là khoa học tất cả những các nội dung mà muốn truyền tải của ban tổ chức. Trong đó thì có những các phần mà chúng ta thường xuyên là chúng ta quan tâm về cái chương trình. Các bạn nên thường xuyên xem vào trong cái mảng program. Đây là những các cái diễn ra
nội dung diễn ra với từng các sự kiện. Ở trong đây thì có sự kiện ở tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội. Thì các sự kiện ở trong đây mỗi lần, mỗi một nút ở đây đều là thể hiện rất là rõ cái chúng ta sẽ vào chi tiết. Nếu như mà chúng ta muốn xem chi tiết về sự kiện thì chúng ta ấn vào trong các nút và khởi động như thế này thì chúng ta sẽ biết là những các cái bản agenda về tất cả những các cái nội dung sẽ được trình bày ở trong các buổi và từng event một, để có thật nhiều người có thể tiếp cận được với sự kiện. Thì ban tổ chức có tổ chức một cái các cái chương trình để bốc thăm may mắn và có một số các cái chương trình hỗ trợ ở trong các chương trình đặt vé để tham dự sự kiện. Đầu tiên thì là có một cái chương trình hỗ trợ vào trong chương trình Early Bird. Thì với chương trình Early Bird này, tất cả các trước ngày mùng 1 tháng 5 thì chúng ta nếu như mà đặt vé để tham dự sự kiện sẽ được hỗ trợ là 20%. Khi các bạn lựa chọn thì sẽ có tất cả trong cái list ở đây bao gồm có một sự kiện sẽ được chia ra là sự kiện pre-event, tức là ngày mùng 8 sẽ là cái sự kiện do VIAT với VBLC tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trong đây thì nó sẽ có cái sự kiện gọi là pre-event. Sự kiện chính thức sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày mùng 9 đến ngày 11. Thì nếu như ai muốn tham dự trực tiếp một buổi hoặc là tham dự cả 3 buổi thì có thể lựa chọn bằng cách là ấn vào trong từng các cái lựa chọn này cộng với cả cái vào cái gói. Nếu như mà muốn mà các bạn tham dự cả 3 ngày thì nên chọn cái gói combo sự kiện 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11 như thế này. Và mỗi một các gói thì sẽ có phần mềm sẽ đưa cho chúng ta những các cái giá tương ứng. Hiện nay đang là early bird, vì thế thành ra là các giá sẽ được giảm giá luôn 20% tại đây. Cũng như là mong muốn của ban tổ chức đã trình bày thì chúng tôi có tổ chức cái chương trình Lucky Draw đi kèm theo chương trình. Trong đó thì ngay ở trong buổi live stream ngày hôm nay thì những người nào tham gia vào buổi Lucky Draw này thì có thể nhận được một cái vé giảm đến 80%. Bên ban tổ chức sẽ bỏ cái phần Lucky Draw với 80% ngay sau cái buổi live stream ngày hôm nay, và tối đa là sẽ chỉ có là 50%. Nếu như mà thời điểm là sau buổi live stream, những các cái Lucky Draw này rất đơn giản. Các bạn sẽ làm hai thao tác. Một là nhập tất cả các cái, nếu như mà các bạn nhập thông tin, bước đầu tiên là các bạn nhập thông tin. Cái thứ hai là các bạn ấn vào quay số. Thì màn hình quay số sẽ cho một cái các cái combo ở đây, và các bạn sẽ nhận cái số, cái mã QR, các cái mã và nhập thẳng trực tiếp ở phía dưới đây. Ví dụ như ở đây chúng tôi quay sau, phần mềm sẽ cho ra một cái mã số, và khi mà chúng ta đặt vé thì sẽ có một cái mục là nhập cái mã discount, và các bạn sẽ được giảm trực tiếp ở trên cái phần đặt vé. Đó là hướng dẫn chi tiết của bên ban tổ chức về cái chương trình Lucky Draw này. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin cảm ơn ban tổ chức. Những gì ban tổ chức vừa chia sẻ là mang thêm cơ hội nữa cho tất cả các bạn tham gia được các sự kiện của tuần lễ trọng tài, đúng không ạ? Bây giờ chắc chúng ta còn một ít thời gian, chúng ta cũng đang hơi bị quá giờ một chút, thì tôi cũng xin phép đi thẳng vào phần câu hỏi luôn. Chúng ta có một số các cái câu hỏi mà tôi đã thấy có một số người nhắn trước. Tôi xin phép hỏi trước vì cô Blossom cũng lát nữa chắc cô cũng sẽ phải rời. Cho nên là tôi sẽ dành cái phần phiên câu hỏi này bắt đầu với cả cô Blossom. Hi Blossom, we will start the quick roundtable questions with the first question to you. There's the question on the arbitrability of some of the quite complex requests. Minority shareholders of a company are concerned that the company may go to insolvency or liquidation if the majority is allowed to continue managing the company in the way that they are
that they believe that is unfair to the minority shareholders. So the minority shareholders seek an order for the company to be wound up from the arbitrator. From Singapore perspective, do you think this dispute can be referred to arbitration or not? Thanks for the question. I don't know, under Vietnamese law, you have this concept of minority oppression. For Singapore and also some common law jurisdictions, there is a concept that if you have the big shareholders of a company and they manage the company in a way that is unfair to the smaller shareholders. So sometimes the bigger shareholders and their management, they can maybe transfer valuable contracts to their own company. So the company loses the contract. So that's a typical minority oppression claim. That kind of claim can be referred to arbitration under Singapore law and also under most common law jurisdictions. But in such claims, the relief that's sought, the remedy, is usually to ask the arbitrator or the court to wind up the company because the shareholders cannot get along. So they have to terminate the relationship. Because if you remember from my speech earlier, it was a winding up, a decision to wind up, that has a public interest element, and that should not be referred to arbitration. So what you will have instead is the minority oppression claim can go to arbitration. If possible, the arbitrator maybe can say, I order a buyout. So my majority buyout the minority. And if that's appropriate, then that takes care of the question. But if that's not appropriate, and the only way is to wind up, and sometimes that happens because the majority doesn't have enough money to buy out the minority, then parties will have to go back to court to get a winding up order. So an arbitrator would not be able to make an order for winding up because that is a decision that needs to be dealt with by the court. I think we will have the answer from Vietnamese perspective right now. Mr. Vinh, under Vietnamese law, I understand that there are concepts of minority shareholders and majority shareholders. If the minority shareholders feel that it is very unfair for them to have the company operating in that way, generally under the law, what are the options that they can make? And is there anything that is related to the public policy or relates to the exclusive jurisdiction of the courts? Cái này cho em trả lời tiếng Việt luôn nhỉ? I will excuse Ms. Okay. We will try to talk in Vietnamese for the benefit of the audience. Đối với cái trường hợp này, thực ra thì cái vấn đề này thì chúng ta nếu mà những người làm luật sư thì đều nắm rất là rõ là đối trong trường hợp mà một cái cổ đông thiểu số, cái quyền và nghĩa vụ của một cổ đông thiểu số bị vi phạm trong trường hợp này thì rõ ràng là họ, luật doanh nghiệp là trao cho họ cái quyền có thể khởi kiện cái người quản lý của công ty trong trường hợp mà cái người quản lý công ty đấy có những cái hành vi dẫn tới những cái thiệt hại hoặc là làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cái cổ đông thiểu số, thì đây là cái quyền mà đã được quy định ở trong cái luật doanh nghiệp rồi. Hiện nay cái luật doanh nghiệp 2020 của chúng ta khá rõ ràng về cái nội dung đó. Thì ngoài ra thì cũng có những trường hợp mà cái cổ đông hoàn toàn có thể yêu cầu công ty mua lại cái cổ phần của mình trong cái trường hợp mà ví dụ như cái công ty đấy người ta tổ chức lại, tiến hành tổ chức hoặc là sắp xếp lại hoặc là thay đổi cái quyền và nghĩa vụ của các cổ đông ở trong trường hợp này. Thì không chỉ có cổ đông thiểu số mà cả các cổ đông khác người ta cũng có quyền yêu cầu công ty mua lại trong trường hợp này. Thì đây cũng chính là cái cách, một trong những cái cách mà luật doanh nghiệp 2020 người ta thiết kế để bảo vệ cái quyền lợi của cổ đông thiểu số khi mà họ không có nhiều tiếng nói hoặc là cái việc mà bỏ phiếu trong cái cuộc họp đại hội đồng cổ đông của họ không có giá trị, hay là bỏ phiếu trong trường hợp này là không có giá trị, thì luật doanh nghiệp 2020 đang có những cái quy định để bảo vệ cổ đông thiểu số trong trường hợp này. Nhưng mà cái này liệu ví dụ các bên mà có sẵn một cái thỏa thuận trọng tài ở trong ví dụ như là shareholder agreement hay là cái gì đó, liệu họ có thể bê cái này cái tranh chấp với cả cái tính chất như thế đến trọng tài không,
Trong trường hợp này thì không, nó không thuộc vào những cái trường hợp mà thuộc thẩm quyền riêng biệt của tòa án. Quan điểm của em trong trường hợp này là hoàn toàn có thể này tại cơ quan trọng tài. What about wind up? Có cái trường hợp nào mà có thể gọi là push yêu cầu phải giải thể công ty hay là phá sản công ty? Sorry, giải thể công ty. Cái này không phải phá sản. Nó có cái đó viable theo luật không? Cái luật phá sản 2014 có quy định là cái cổ đông có quy định là trong trường hợp mà cổ đông hoặc là một nhóm cổ đông á mà sở hữu cái cổ phần trong cái khoảng thời gian 6 tháng liên tục. Hiện nay chúng ta vẫn đang theo cái luật phá sản 2014. Cho nên là cái điều kiện là sở hữu cái cổ phần trong cái khoảng thời gian 6 tháng liên tục ấy là mới đủ điều kiện để nộp cái đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp này. Thì là luật phá sản. Tức là trong trường hợp này là cổ đông hoàn toàn có quyền yêu cầu là tòa án mở thủ tục phá sản. Nếu mà họ thấy rằng là công ty có những cái làm phương hại đến cái quyền và lợi ích của họ, cũng như là có những cái khoản nợ chưa thanh toán, có những cái khoản mà không thanh toán theo đúng cái thời gian, thời hạn là 3 tháng kể từ cái thời điểm mà đến hạn thanh toán. Xin cảm ơn luật sư Vĩnh, câu trả lời cũng khá rõ ràng. Như vậy là chúng ta cũng có những cái cơ chế cũng tương đối đồng nhất, đúng không ạ? Và rõ ràng là trọng tài vẫn có các cái chỗ đứng ở trong các cái hoạt động liên quan đến cái tranh chấp này. Chúng ta chú ý là lúc nãy câu trả lời của cô Blossom ấy, cô có nói rằng là cái việc đem ra để giải quyết bằng trọng tài là không bị cấm, tức là nếu như mà đưa ra trọng tài thì trọng tài họ vẫn nhận. Thế tuy nhiên là cái kết quả là trọng tài xử lý như thế nào thì hội đồng trọng tài. Thì chúng ta có thể trong một số các trường hợp là chúng ta sẽ thấy hội đồng trọng tài sẽ không đưa ra cái yêu cầu liên quan, không đưa ra cái phán quyết liên quan đến cái việc mà chấm dứt hay là giải thể công ty, mà sẽ chỉ đưa ra những cái yêu cầu như là ví dụ bắt cái bên cổ đông lớn phải mua lại share của cổ đông nhỏ. Chúng ta đi tới một cái câu hỏi khác. Trong câu hỏi này thì nó sẽ dành cho anh Vĩnh. Đó là nếu mà chúng ta theo dõi cái luật mẫu, chúng ta sẽ thấy là Việt Nam thì không theo luật mẫu, đúng không ạ? Mà trong luật mẫu thì nó có một cái khoảng hở mà nó liên quan đến cái insolvency, liên quan đến cái việc phá sản. Đó là cái điều 6 ở trong luật trọng tài quốc tế của Singapore cũng như là luật mẫu, thì có quy định là nếu mà một công ty mà bị không phải một công ty mà một cái thỏa thuận trọng tài mà nó bị vô hiệu, không có giá trị hoặc là không inoperative, tức là không hoạt động được, không thi hành được, hoặc là không thể thi hành, incapable being performed, tức là nó có nhưng mà nó không thi hành được. Ví dụ như là người ta chọn một cái ông trọng tài viên nào đấy mà ông chết rồi, không thể tìm được đúng cái ông trọng tài viên đấy, đúng không ạ? Lấy một cái ví dụ rất điển hình là cái inoperative hay là cái unable to perform. Thì cái trường hợp mà cái trường hợp mà một doanh nghiệp trong cái bối cảnh nó bị phá sản thì nó có thể bị coi là thuộc trong một cái trường hợp inoperative. Đó là một câu hỏi mà nó vẫn còn đang bị bỏ ngỏ ở trong luật pháp của các nước. Thì đối với cả luật pháp Việt Nam thì câu hỏi đặt ra đối với cả anh Vĩnh là luật trọng tài thương mại nó có cái điều gì mà nó tương tự hay là nó gần giống với cả cái nguyên tắc đó hay không? Và khi mà giải thích hay là diễn giải cái nguyên tắc đó thì cái nguyên tắc đó nó có trùng khít với cả cái việc là có một bên bị phá sản, hoặc là nó có một cái thủ tục nào đấy liên quan đến phá sản mà trọng tài không có cái thẩm quyền để có thể giải quyết, hay nói cách khác là cái attributability nó không có dành cho trọng tài hay không, liên quan đến cái việc là thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được. Cái này thì theo cái luật trọng tài 2014 thì có cái điều 114 có quy định rất là rõ là trong cái quá trình mà giải quyết cái
cái thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mà phát sinh tranh chấp về tài sản trước khi có cái quyết định tuyên bố doanh nghiệp hoặc là hợp tác xã phá sản ấy. Tức là cái việc này là diễn ra trước thời điểm có quyết định một cái doanh nghiệp là có bị phá sản hay không, thì tòa án mà đang giải quyết cái vụ việc phá sản đó sẽ phải tách cái phần tài sản đang tranh chấp để giải quyết bằng một vụ khác theo cái quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Ở đây người ta nhấn mạnh là theo pháp luật về tố tụng dân sự, hay nói cách khác trong trường hợp này là chúng ta sẽ không thể nào có những cái thỏa thuận trọng tài, hoặc là nếu có cái thỏa thuận trọng tài trước đó mà đến trước diễn ra mà đến cái thời điểm trước khi tòa án có cái quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản, thì lúc đó cái tòa án đang giải quyết cái vụ việc phá sản đấy sẽ là người quyết định là trong trường hợp này xử lý nó như thế nào. Hay nói cách khác là trong trường hợp này là ông trọng tài sẽ không thể nào tham gia vào cái quá trình tố tụng ở cái giai đoạn này được nữa, mà lúc này là thẩm quyền riêng biệt của tòa án trong trường hợp này. Thì em nghĩ là đây là cái điểm mà nó có nhiều cái điểm tương đồng đối với cả cái trường hợp mà chị Robson cũng vừa mới nêu. Xin cảm ơn luật sư Vĩnh. Ms. Robson, I'm making a question for Mr. Vĩnh in relation to the understanding of section 6 of the IAA. He just explained that under Vietnamese law, there's a particular provision on that subject that actually regulates in the same way as the IAA. And usually it will fall, in case it falls under the spectrum of the scope, the exclusive scope of the court, then it will be considered inoperative. The arbitration cannot be done. So maybe you will want to give some comments or insights on Section 6. How is it related to the insolvency or surrounded matters? Sure. So Section 6 says, I have it here, if the court finds that the arbitration agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed, then you cannot go to arbitration. And a common question is, if a company is then placed in insolvency, does it render incapable or inoperative and the arbitration agreement cannot be performed? The answer actually depends on the place where the company is being put into insolvency. So for example, if the company is a Singapore company and is placed in insolvency in Singapore, then under Singapore law, our IRDA, the Insolvency Act in Singapore, it says that such companies, all proceedings against such companies will be stayed. So if you are an insolvent company, then as a matter of law, automatically proceedings are stayed. So no, you cannot continue on with a court action or an arbitration unless you get permission from the court. So we don't really actually go into Section 6 itself, because the Singapore law provides for how this is to be treated. But in other jurisdictions, for example, in Canada, some of you may know the case of Peace River, where there's a similar provision, and the court actually, it's a court, went on to talk about whether insolvency renders it inoperable or incapable of being performed. I suppose they don't have similar legislation there. So it really depends on the place where the company, the former insolvency is taking place. I see, yeah. That comes back to a very fundamental situation where VIAC cases that I known about, when a foreign party informed that they are insolvent, It is a very difficult position for the tribunal here in VIAC to know whether insolvency means insolvency under Vietnamese law, because it's governed by the law governing the existence of that company, right? Yeah. Yeah. It's a question. Yes, I received another question. Actually, it's for Mr. Vinh. So may I speak it in Vietnamese? Please. Có một câu hỏi của một bạn tham gia, bạn Kiều Anh Vũ có hỏi là thủ tục tạm đình chỉ trong tố tụng trọng tài.
khi mà đã có quyết định mở thủ tục phá sản. Thì tôi hiểu là lúc nãy luật sư Vĩnh đã có chia sẻ phần này rồi, thì luật sư Vĩnh có thể brief lại là khi đã có quyết định mở thủ tục phá sản thì cái thủ tục tạm đình chỉ trong tố tụng trọng tài nó sẽ diễn ra như nào, và nó có được quay lại, nó tiếp tục hay không, và trong những trường hợp nào? Thực ra cái phần tạm đình chỉ nó chỉ diễn ra tại thời điểm trước khi mà có quyết định mở thủ tục phá sản thôi. Còn sau khi mà có cái quyết định mở thủ tục phá sản thì lúc này nó sẽ là cái quyết định tạm đình chỉ đấy sẽ chuyển thành là quyết định đình chỉ chính thức luôn đó. Chứ không gọi là tạm đình chỉ trong trường hợp này nữa. Nó terminate chứ nó không phải là suspend. Terminate luôn. Okay. Đúng rồi, đúng rồi. Thì trong trường hợp này là nó sẽ là sang chuyển sang cái dạng là một cái quyết định đình chỉ luôn đấy. Như vậy thì chúng ta thấy là trong trường hợp như vậy, cái khoản nợ hay là cái khoản mà đang bị tranh chấp thì nó sẽ phải được giải quyết thông qua các cái trình tự thủ tục của tòa án, đúng không? Và sẽ làm việc lúc này sẽ là thủ tục dân sự. Và lúc đó thì thủ tục tố tụng dân sự đó nó sẽ được làm việc cùng với cả cái người liquidator, tức là người quản tài viên, chứ còn nó không, nó cái những cái người mà đã tạo ra cái thỏa thuận trọng tài đấy nó sẽ không còn không còn cái value được. Bạn Kiều Anh Vũ đang muốn chia sẻ bình luận thì chắc là xin nhờ ban tổ chức cho bạn Kiều Anh Vũ có thể online để speak được không ạ? Alo ạ. Xin chào các anh chị nhé. Toàn người quen thôi, có chị blog xong là lạ thôi. Thì thật ra cũng muốn trao đổi thêm cái này tí xíu, tại vì cái này cũng là một vấn đề em cũng có gặp rồi. Có lẽ là liên quan đến trọng tài mà phá sản ở Việt Nam thì nó không nhiều, tại vì vốn dĩ các vụ việc phá sản nó đã ít rồi, mà phá sản liên quan đến trọng tài thì cũng ít nữa. Thì vào năm 2014 em là có một vụ liên quan đến cái việc này. Và lúc đó đó thì cái luật phá sản của mình là chưa có hiệu lực, bởi vì luật phá sản 2014 thì nó phải có hiệu lực sau đấy. Đấy, cho nên là tại thời điểm ngày trước á, là luật phá sản của mình hoàn toàn không có quy định liên quan đến tạm đình chỉ mà liên quan đến thủ tục trọng tài đâu. Thì cái giai đoạn đấy đấy thì nó có một cái vụ là bên phía mà bên bị kiện đấy, họ cũng đã nộp đơn yêu cầu phá sản bên tòa và họ đề nghị là bên trọng tài là tạm đình chỉ. Đấy, thì kết quả là gì? Cái thứ nhất là tại thời gian đó đó, luật phá sản của mình chưa có căn cứ pháp lý về việc đấy. Cái thứ hai đó là quy tắc tố tụng trọng tài của cả VIAC giai đoạn đấy và kể cả bây giờ là không có quy định về thủ tục tạm đình chỉ. Cho nên cuối cùng là hội đồng trọng tài không có quyết định tạm đình chỉ được, mà cuối cùng là vụ đấy vẫn xử và ra phán quyết. Thì em nói thêm tí xíu là sau khi có phán quyết thì mình trở thành chủ nợ và mình tham gia vào trong cái quá trình phá sản. Đấy, thì cái đó là giai đoạn trước đây. Tuy nhiên thì trong cái phần chia sẻ của anh Vĩnh là rất là chi tiết và rất là chính xác rồi. Liên quan đến cái chỗ mà luật phá sản mới thì đúng là có quy định về cái chỗ tạm đình chỉ này. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ là luật phá sản quy định là tạm đình chỉ theo thủ tục của luật trọng tài thương mại. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là luật trọng tài thương mại không có quy định về việc tạm đình chỉ, mà chỉ có quy định về đình chỉ thôi. Và nếu căn vào cái quy tắc tố tụng trọng tài cũng không có quy định về tạm đình chỉ. Thế thì hội đồng trọng tài có cái thẩm quyền để ra một cái quyết định về tạm đình chỉ khi mà quy tắc không có căn cứ và luật không có căn cứ hay không? Tức là cái sự thống nhất giữa luật phá sản và cái luật trọng tài thương mại chúng ta hiện nay nó chưa match với nhau. Và quy tắc cũng không có một cái cơ chế để xử lý cái chỗ này. Chính vì vậy em muốn là bằng cái kinh nghiệm của các diễn giả đấy, là hoặc là thậm chí ở Việt Nam hay là quốc tế, là giả sử như hội đồng trọng tài mà ra quyết định về tạm đình chỉ thì là căn cứ mình dựa vào đấy là cái gì? Bởi vì luật trọng tài không có căn cứ và quy tắc không có căn cứ, nó chỉ có căn cứ theo luật phá sản thôi. Đó là cái thứ nhất về cái điều kiện trình tự và cái căn cứ để mình ra. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà nói về cái chỗ mà trường hợp đình chỉ thì em cũng chưa có xem kỹ lắm về luật phá sản, ở chỗ chia sẻ anh Vĩnh lúc nãy thì em cũng không có theo kịp hết. Tuy nhiên là nếu mà căn cứ vào quy tắc thì quy tắc quy định là chỉ đình chỉ khi mà doanh nghiệp đó bị phá sản thôi. Mà bị phá sản tức là phải có quyết định của tòa tuyên về phá sản. Còn từ thời điểm mà mở cái thủ tục phá sản cho đến khi mà có quyết định đình chỉ thì lúc đó là chưa. Thì nếu như lúc đó mà mình đình chỉ thì em nghĩ rằng nó cũng không phù hợp. Tại vì nó doanh nghiệp đó chưa bị phá sản thì mình đình chỉ là nó chưa ổn. Nếu không biết là luật phá sản có viết như vậy hay không thì em không rõ. Nhưng mà hiện nay nếu mà căn vào cái quy tắc của VIAC không ấy, và thực tiễn của tố tụng trọng tài và luật trọng tài thương mại hồi nãy anh Trung Nam có nói cái điều 59 ấy, thì chỉ nói là đình chỉ khi mà bị phá sản thôi. Mà bị phá sản là được hiểu là khi mà đã có quyết định của tòa về tuyên bố phá sản. Còn mở thủ tục phá sản thì vẫn chưa bị là phá sản. Thì như vậy trong giai đoạn đó chúng ta tạm đình chỉ chứ. Nhưng mà nếu mà tạm đình chỉ giống nãy căn cứ là chỉ là 5 ngày kể từ thời điểm mà tòa thụ lý đơn ấy, thì như vậy nó lại không thiếu căn cứ nữa. Mà thiếu căn cứ nữa thì như vậy trọng tài, hội đồng trọng tài khi mà ra cái quyết định tạm đình chỉ cũng sẽ rất là khó.
Đấy thì cho nên là bà em cũng muốn là các diễn giả chia sẻ sâu thêm để mà trong thực tiễn mình có đụng ấy thì mình có căn cứ và mình mạnh dạn mình ra quyết định tạm đình chỉ. Còn không thì các bên đặc biệt là ông Nguyên Đơn á, ông nói là ông kia tạm đình chỉ là chỉ để kéo dài thời gian thôi, cho nên cứ ra phán quyết giùm tôi đi. Giả sử như trọng tài và giả sử như tòa án vẫn xử ấy, thì chúng tôi trở thành chủ nợ, thì chúng tôi tham gia vào vụ phá sản. Riêng cái vụ em là làm như thế, nhưng mà đó là giai đoạn trước khi luật phá sản có hiệu lực. Em xin chia sẻ thêm như vậy. Rất là cảm ơn anh Nam, anh Vĩnh và cô Blossom. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn ý kiến của bạn Kiều Anh Vũ. Tôi cũng vừa mới đọc ở trên trên cái chat box thì cũng thấy có một anh là anh Hồng Phong, anh cũng có góp ý về câu trả lời cho câu hỏi của anh Kiều Anh Vũ, thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí với cả cái này thôi. Chắc là luật sư Vĩnh có thể bình luận thêm, nhưng mà theo tôi hiểu là nó có 3 giai đoạn chứ không phải chỉ có 2. Đấy, giai đoạn thứ nhất là đem đi thụ lý đúng Đúng không, rồi. tức là đem nộp thì nó sẽ có thụ lý, thế sau khi thụ lý thì nó mới có một cái quyết định là mở thủ tục phá sản. Và một khi đã mở thủ tục phá sản rồi thì nó sẽ không có tạm đình chỉ nữa. Lúc đấy là nó sẽ là đình chỉ luôn, chứ nó không có tạm đình chỉ nữa. Chắc là chúng ta thời gian nó cũng hơi bị lố quá nhiều, và chúng ta cũng Cái này là cũng trình bày thêm. anh Vĩnh nói đi ạ. Luật sư Vĩnh đang bị mất sóng. Hi Blossom, we are closing because there are so many people having this interesting ideas about the time of terminating or suspending the arbitration proceedings. So it takes a little bit more time for people to speak and share their views. Vĩnh có nói gì nữa không nhỉ Vĩnh nhỉ? Cái này em trao đổi lại với ý kiến của Vũ. Thực ra thì là ở trong trường hợp này chúng ta có, đúng là chúng ta có những cái giai đoạn là cái thứ nhất là từ giai đoạn mà thụ lý cho đến cái giai đoạn trước khi mà ra cái quyết định mở thủ tục phá sản ấy, thì cái giai đoạn đó chắc chắn là giai đoạn tạm đình chỉ rồi. Thế thì đến cái thời điểm mà có cái quyết định mở thủ tục phá sản ấy, thì thời điểm đó là cái tạm đình chỉ sẽ chuyển sang cái đình chỉ. Những cái đình chỉ ở đây ấy, là đình chỉ để trọng tài cũng như cái tòa án mà đang thụ lý và giải quyết vụ việc đó đấy, là chuyển cái hồ sơ và vụ việc đó sang cho tòa án mà đang giải quyết cái vụ phá sản, để cho cái ông tòa án đang giải quyết cái vụ phá sản này, ông tập hợp được tất cả những cái vấn đề liên quan đến tài sản, liên quan đến nghĩa vụ của các bên có liên quan, bao gồm cả những chủ nợ đã gửi cái danh sách chủ nợ rồi, và bao gồm cả những cái vụ việc nó đang được trọng tài hoặc là một cái tòa án có thẩm quyền khác đang xét xử. Thì cái việc này nó rất là logic thôi Vũ ạ, tức là ở đây đình chỉ, ở đây là ông đình chỉ cái vụ việc mà ông đang giải quyết để chuyển cho một ông tòa án có thẩm quyền. Trong trường hợp này là tòa án đang thụ lý cái việc giải quyết cái phá sản đó để ông ấy tiếp tục xử lý cái việc đấy. Và còn một cái giai đoạn nữa là sau khi mà hết cái sau khi mà đến hết cái giai đoạn từ cái lúc mà quyết định mở cái thủ tục phá sản cho đến khi ra cái quyết định ấy là có phá sản hay không phá sản, thì chúng ta lại có một cái giai đoạn đình chỉ nữa ở đấy. Cái giai đoạn đấy là giai đoạn đình chỉ, là trong trường hợp mà ví dụ cái doanh nghiệp đó không rơi vào cái khả năng, không rơi không mất cái khả năng thanh toán, không rơi vào tình trạng phá sản nữa, thì lúc này là trọng tài lại tiếp tục được thực hiện cái thủ tục tố tụng, và tòa án mà cũng đang giải quyết vụ việc trước đó cũng sẽ tiếp tục được xử lý cái vụ việc mà họ đang xử lý. Thì ở đây nó có ba cái giai đoạn rất là rõ ràng. Trong trường hợp này tạm đình chỉ là nó chỉ xảy ra ở cái giai đoạn đầu thôi, tức là cái giai đoạn lúc mà thụ lý và trước khi ra cái quyết định mở thủ tục phá sản. Còn sau đó khi mà đã ra quyết định mở thủ tục phá sản rồi thì lúc này nó là đình chỉ, chứ không phải là tạm đình chỉ nữa. Đấy, thì cái này vẫn khẳng định lại, bởi vì cái này theo quy định của luật phá sản 2014 nó cũng rất là rõ ràng đối với vấn đề này. Cảm ơn luật sư Vĩnh. It takes longer time than we expected for one last question because it's a very huge question for many practitioners in Vietnam. So I appreciate that we will have more time to deal with this in one of the sessions in the Vietnam ADR week. There's one session for I think 2 hours talking about insolvency in arbitration. It's on the third day of the arbitration week. I just text Blossom, and I know that you have some conflicting schedule, but because some of the events are online as well, so they are hybrid, so I hope that you will be able to join us for some of the very interesting sessions
I will send you further details. In any case, if you can join even virtually, please take the invitation, and we'd love to hear from you from international perspective. In Vietnam, we have a big debate right now on all the issues related to this. I will give back the floor to our MC, Ms. Hải An, and thank you, the speakers, for the very interesting session. Thank you very much. Okay. So thank you all. Thank you, Mr. Tony. Thank you, Ms. Blossom. And thank you, Mr. Vic. And especially to all the participants to this wonderful talk show. Trước hết em xin cảm ơn rất là nhiều đến anh Tony, cô chị Blossom và anh Vic, và đặc biệt là những người tham gia ngày hôm nay. You are the reasons why this talk show is successful. Tất cả mọi người chính là lý do tại sao cái buổi talk show này thành công. Thì để kết thúc chương trình, to end our talk show today, I would love to give some reminders about the material that you can receive from this talk show. Em xin có một số lưu ý về những cái tài liệu chúng ta có thể nhận được từ cái buổi talk show này. Thì có những cái tài liệu và bọn em chắc chắn chia sẻ được thì sớm sẽ đăng ở trên fanpage hoặc là chia sẻ công khai ở trên đấy, thì chúng ta hãy theo dõi thông tin để có thể nhanh chóng lấy được các thông tin bổ ích mà mọi người cần ở trong ngày hôm nay, hoặc là sẽ có thể trực tiếp hỏi thêm nếu mà mọi người thấy là còn thiếu cái gì hoặc là cần thêm cái thông tin gì khác, thì hãy trực tiếp liên hệ với fanpage thì bọn em sẽ ngay lập tức trả lời ngay ạ. So that's all for today about the material. You can ask us, and especially please follow the fanpage of VIA so you can update as fast as possible. So that's all. Cảm ơn anh Tony đã dành cho em và ban tổ chức có một số phút để có thể kết thúc lại chương trình. Thì hôm nay chắc chắn là buổi trao đổi rất là thú vị và có vô cùng nhiều câu hỏi hay. Thì với cái những cái phần câu hỏi hay đấy thì như anh Tony có nói là chúng ta sẽ tiếp tục xử lý trong một cái buổi nói chuyện khác. Tuy nhiên có thể là sẽ quan tâm thắc mắc một chút thì anh có thể là đưa ra một cái phương án giải pháp hay là một cái đề xuất nào khác về những cái câu hỏi mà ở đây còn rất là nhiều người câu hỏi. Chúng ta có một cái trang fanpage và có một cái group ở trên Facebook ấy. Nếu mà các anh chị các bạn có quan tâm hơn nữa thì mời các anh chị các bạn có thể đặt câu hỏi trên cái group đó, thì sẽ có những người của admin của VApp sẽ tập hợp và trả lời. Cái trang đó bạn An cũng vừa mới đưa lên trên cái trang fanpage ấy. Và chúng ta cũng có một cái group để trao đổi giao lưu học tập, đó là Vietnam ADR Group ở trên Facebook. Thì nếu anh chị nào dùng Facebook chắc là đều biết về cái trang này. Xin cảm ơn anh chị. Thank you, Blossom, for your time today. I know that it's a lot more than you have planned. It's a pleasure to be here. Thank you very much. And good luck with the arbitration week that's coming up. Chào tạm biệt mọi người nhé. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you. Bye, everyone.